Chào các cô bé thân yêu, anh là anh tóc xanh đây. Hôm nay anh sẽ làm một video theo dõi bạn Choco. Bạn Choco trong một tuần vừa qua đã tẩu thoát trên dưới 3 lần. Lần nào cũng bị bắt lại, tuy nhiên vẫn tiếp tục có ý định trốn thoát tiếp. Vì vậy anh tóc xanh phải quay một video bí mật theo dõi Choco và tìm ra cách thức mà Choco đã trốn ra khỏi chuồng của mình. Nhờ có thông tin nội gián nên anh tóc xanh đã phát hiện hôm nay chính là ngày mà bạn Choco đã chuẩn bị rất kỹ càng để trốn ra khỏi chuồng. Chúng ta sẽ cùng theo dõi hành động bí mật của Choco nhá. Như các em có thể thấy, Choco giấu rất nhiều thức ăn vào hai bên má của mình. Theo như suy đoán của anh tóc xanh thì Choco giấu nhiều thức ăn để mang ra ngoài, sau đó tích trữ lại vào một chỗ và để ăn dần. Không có lý do gì ở trong chuồng của mình mà lại phải giấu nhiều thức ăn như thế cả. Đây là 3 chiếc lỗ mà Choco đã dùng răng của mình cắm thật to và sau đó chui ra ngoài bằng 3 chiếc lỗ này. Anh tóc xanh đã phải liên tục sử dụng những chiếc nắp của vỏ chai để bịt lại. Bùm chính là thám tử nội gián mà anh tóc xanh sử dụng. Bùm rất nhiều lần phát hiện ra Choco đang trốn thoát và có lần Bùm còn bắt quả tang Choco đang ở nơi ẩn náu. Vì vậy anh tóc xanh rất tin tưởng vào bạn Bùm. Theo như quan sát nãy giờ của anh tóc xanh thì Choco đang đẩy chiếc chuồng gáo dừa của mình, ngôi nhà gáo dừa, vào gần thành bể và có ý định treo lên. Chắc chắn là Choco phải đứng lên một cái gì để trốn ra ngoài rồi, bởi vì chiều cao của Choco không thể với đến cái thành bể được các em ạ. Nhí bây giờ mặt có đáng nghi không? Nhìn khuôn mặt ra vô cùng gian, chắc chắn là đang có âm mưu gì rồi. Mặc dù anh biết là Choco rất thích khám phá, tuy nhiên nếu Choco bò ra ngoài và không may không tìm được đường về thì Choco sẽ không có nước. Mà nếu không được uống nước thì Choco sẽ chết. Ô. Kinh chưa, trèo ra ngoài được rồi kìa các em ơi. Hóa ra đây chính là cách thức mà Choco tẩu thoát. Nào, để xem nào, úi dồi. Tẩu thoát như thế đã đủ chưa? Rồi nhìn cái mặt xem có giống con hổ mang không? Nhìn cái mặt xem có giống cái con rắn hổ mang không? Dị dạng. Giấu quá nhiều thức ăn vào hai bên má đến mức mà cái mồm không mở ra được. Ghê gớm chưa? Suýt một lần nữa, thì Choco đã tẩu thoát rồi và không biết là sẽ trốn đi đâu và có tìm lại được không? Giả sử mà không tìm lại được thì làm sao mà Choco sống nổi ở bên ngoài? Thôi, anh sẽ phải tìm cách nào đó để Choco không trốn được ra ngoài nữa. Anh sẽ đậy nắp của chiếc chuồng này lại vậy. Rất cảm ơn bạn Bùm đã hợp tác điều tra của anh tóc xanh để phát hiện ra Choco ngày hôm nay có ý định tẩu thoát. Bùm rất ngoan và thông minh. Rồi bây giờ anh sẽ đậy chiếc nắp lại để Choco không thể trốn ra được nữa. Phần tiếp theo của video, anh tóc xanh sẽ chơi đùa với các bạn hamster để các gấu bé cùng anh tóc xanh biết được tình hình sức khỏe của các bạn ấy dạo gần đây nhá. Đây là bạn Chibi. Bạn Chibi chính là cặp đôi với bạn Chipu đấy các em. Dạo gần đây thì Chipu và Chibi rất là béo, rất là khỏe. Hai bạn ấy tăng cân rất nhanh, béo tròn luôn. Vì các bạn ấy là giống hamster robot cho nên là cái việc bắt các bạn ấy lên để cầm rất là khó. Các bạn ấy rất là hay chạy, nếu mà các em có nuôi thì cũng bắt lên phải cẩn thận, các bạn ấy chạy mất thôi nha. Nếu mà để các bạn ấy chạy mất là không thể tìm thấy được đâu. Béo núng nính luôn. Nhiều khi anh cầm lên anh tưởng các bạn ấy là một quả bóng tennis chứ, không nhận ra là một chú chuột luôn vì béo tròn.
Ô, nhé thức ăn ra để làm gì vậy trời? Anh cũng chưa hiểu lắm hành động của bà ấy. Còn đây chính là bạn Chipu. Bạn Chipu có màu bò sữa, giống như một chú bò sữa trên lưng. Bạn Chipu khá là béo và Chipu thì rất là hay trốn thoát khỏi tay của anh tóc xanh và chạy mất.